một cái triệu chứng nó rất là mơ hồ. Muốn mà bị rối loạn tiền đình thì không phải dễ đâu các anh chị, tự nhiên là bị rối loạn thì không phải đơn giản đâu. Cho nên là tình trạng mà bị đau đầu hay căng thẳng lo lắng có vẻ như là một cái tình trạng mà mình hơi bị stress, lo lắng bình thường thôi, thì cái hormone cortisol nó tiết ra thì nó sẽ gây ra những cái nhóm bệnh này, hoặc là những cái tình trạng đau đầu nhưng mà do căng cơ các anh chị. Thì những cái đau hoặc là những cái mà cái cơn mà còn gần giống như là rối loạn lo âu, nó sẽ thiên về cái nhóm đó chứ nó không thiên về về cái rối loạn tiền đình ở cái nhóm bệnh này. Thỉnh thoảng thì có ù tai thì có thể là mình sẽ kiểm tra là mình có bị những cái tình trạng viêm tai giữa hay không. Viêm tai giữa nó cũng là gây ù tai các anh chị. Và ở những cái nhóm này thì có vẻ như là mình chỉ cần cải thiện thôi, mình chỉ cần cải thiện bằng cái quá trình tập luyện tốt nè, rồi mình bổ sung những cái dinh dưỡng gọi là tối thiểu, dinh dưỡng nền tảng cần thiết, và mình có chế độ tập luyện vận động hợp lý thôi chứ tình trạng này mình có thể cải thiện được, không phải là ở người bị rối loạn tiền đình nha. Rồi, cảm ơn cái câu hỏi của bạn.